Bây giờ thực hiện hàn anh ạ. Cái máy 70S này nó cũng hơi khó hàn. Nó hàn nó cần phải hàn chuẩn đấy nhá. Mấy cắt kiếc như này chuẩn lắm. Lúc sáng hàn có mấy mối nhưng mà nó cũng lâu phết. Nhưng mà máy này hàn nó không bao hay bị suy hao. Hàn cực chuẩn luôn. Đấy, nó toàn kêu bẩn thôi anh ạ. Cái máy này nó cũng già rồi sao ạ? Sợi nép như này mà nó lại kêu bẩn. Úi giời. Cái này máy này toàn phải bấm sét ở đây nó mới hàn chứ. Cái máy này nó cũng bị cả cái chỗ nung này. Cái nung này phải để lâu mới nó mới nung cho. Chán thật. Đồ đạc. Bây giờ cái đầu hướng bên kia là nó có tín hiệu rồi anh em nhé. Tí mình ra mình hàn ở đấy một điểm nữa, hai điểm. Cả hàn ở trong tủ nhựa là sẽ là thêm tổng là hai điểm. Ở đây có một cái mang sông anh em nhé, tức là cái tuyến không chất kéo ấy, kéo cái tủ nhựa đây là kéo hai đầu cáp, cho nên là nó có phải có một cái mang sông ở đây. Hàn nốt cái mang sông ở đây thì mình sẽ xuống cái tủ nhựa kia là hàn, và nó sẽ có tín hiệu cái tủ đấy. Bây giờ tín hiệu nó đã đến cái mang sông này rồi, mang sông này hàn tiếp đi thôi. Hôm nay thì thời tiết nó cũng khá là mát. Như lúc sáng nay hàn có mỗi 2 điểm mà. Ôi rồi ôi luôn anh ạ. Tại sao lại phải kéo 2 điểm? Thứ nhất là cái tuyến này nó cũng khá xa anh ạ. Nó mười mấy khoảng cột ấy. Với lại mình đi qua mấy cái bụi tre bụi trước như này thì mình không thể kéo, mình kéo dài không được. Cho nên làm một cái mang sông ở đây cho nó chắc ăn. Kéo 1 km mà kéo đường rừng như này cũng hơi khó nhằn. Cho nên kéo hai hướng cáp anh em nhé. Xong thực hiện hàn ở đây thôi. Máy này nó khó hàn cực kỳ luôn. Đồ đạc phải đảm bảo
hay sợi trái á. Cái này thường phải sử dụng giấy lau. Nhưng mà hôm nay lúc nãy có mỗi một đoạn một tí giấy lau đấy. Dùng hết rồi. Từ cái hôm thi công tủ cáp ấy, chuẩn vết cắt lớn, từ cái hôm đi làm lại cái tủ nhựa này, hôm nay đã trôi qua một tuần rồi anh ạ. Nói chung là nó không có thời gian để làm mấy cái này, còn nếu bình thường mình có thời gian mình làm chắc mất độ khoảng tầm một ngày, vừa kéo dây thuê bao này, xong lại vừa hàn nối các kiểu ấy. Cái con này nó toàn phải bấm cái nút set để nó mới hàn ra này. Con này phải cắt cực chuẩn nó mới hàn. Hàn nốt cái điểm ở đây. Xong rồi hàn dưới kia là xong. Đây là cái mẹ rồi đây. Cứ định thử thực bọn. Đây nhá. Cho đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Có cái nhát sự cố đi nữa cậu. Cả đi qua cây xăng ấy, vọt kém. Chờ đi xuống la đi hết. Qua cây xăng Lạc Hưng đó. Nhà Lê Thị Trang á, nó đang xây nhà bông khơi nhà nó ấy. À cậu đưa Huế cái máy hàn lên đi xem nhá.
chưa nghiên cứu sao nó đắp thế này cơ. Tháng 3 năm 2024. Câu đớ kì. Mày đo cho anh. Đớ mày đo cho anh mày. À. Ném hối lên cho anh. À hốp, đớ đớ đỉnh đấy con. Như đây đang đi sai rồi sao anh ạ? Đã thấy có hướng dẫn mẹ gì. Chỗ này thì đúng rồi. Vào đây thì nó đúng rồi. Đây là bộ chia nhé. Trong này 1 này 2, 3, 4 thứ tự bọt như thế. Hay là cái này dùng để kẹp bộ chia nhỉ. Tự bọt này, anh em đọc ở đây này, 1, 2 này, 1, cam, lục, nâu, xám, trắng, đỏ, đỏ này, đen này. Không hiểu nó đi vòng như nào. Hay là nó qua đây luôn nhỉ? Cho nó qua đây luôn này. Nhưng mà cái cây tròn này là nó dùng để làm gì? Quấn cái này lại có mỗi một tí này thì nó kéo nó chặt tuột mất à nhỉ? Quấn lên khay này thì lại không đúng. Quấn như này thì chắc là quấn ở đằng trăng này. Đấy không? Chắc nó sang đây này. Xong nó sẽ quấn theo vòng theo đường này.
Đây là lần đầu tiên đi lắp anh em nhé, cho nên là hơi bỡ ngỡ. Cái này tìm hiểu qua đã. Đến đây à? À đây 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 anh em. Đây đây, nó đây. Đây, mình sẽ dùng một cái lật thít, sẽ thít từ đây qua đây. Nó cũng như tủ, nếu mà cái tủ kia thì mình nắm được, nhưng mà tủ này thì cũng không nắm được mấy. Tủ này lần đầu tiên đi thi công cho nên là đây. Cái này nó cũng thiết kế cho hai bộ chia luôn anh em ạ. Hai bộ chia, nhưng mà cái khay này thì làm sao mà cho vào được 16 tủ với 6 cổng nhỉ. Đây. Nhìn cái tủ này nó nhìn nó cũng kiểu làm sao anh ạ. Đây, chắc là đây là nó sẽ đi cắp. Khay này dùng để đi cắp ở đây. Dự phòng anh ạ. Mình thử ướm trước đã. À đây, đây đây đúng rồi. Tí nữa chắc là thít ở đây. Rồi, mình lấy đến đoạn này này. Hơi nhìn nhằng anh em. Cái này ban đầu đi lắp nó hơi nhìn nhằng. Chả biết dùng để làm gì đây. Đóng vào đây đâu. Chả thấy có lỗ gì này. Đây thích. À đây đây đây. Thì dùng để vặn. Thôi. Tí nghiên cứu sau vậy anh ạ. Lắm nhìn nhăng lắm. Vào đây thì nó cũng chả giúp ích gì nhỉ.
939567. Thịt vào đã, tính sau. Tủ này nhìn ọc ẹp lắm nhỉ. Cọc cạch lắm. Em đừng đi, em phải đi. Vâng. Ôi giời ơi. Mẹ, làm việc phải làm lắm anh ạ. Đấy, chỉ việc đi hàn mất cả buổi rồi anh ạ. Chả giải quyết vấn đề gì rồi. Bao nhiêu việc. Tìm hàn xong ở đây mình sẽ đo cho anh em nhé. Cả cái bụi chia này nó nhìn cũng rất bé anh ạ. Nó bé tí.